Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh của Xe Nâng ARP Việt Nam. Và có một số các bạn mua xe nâng thì hỏi một câu rằng là xe nâng Nhật bãi thì có tốt hay không. Trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn rằng xe nâng Nhật bãi có tốt hay không nhá. Trả lời câu hỏi xe nâng Nhật bãi có tốt hay không thì tôi trả lời rằng với một cái chiếc xe như thế này cực kỳ tốt nha các bạn nha. Thì tại sao thì chiếc xe nâng này đã tốt ạ? Như các bạn nhìn thấy rằng có lẽ rằng cái chiếc xe nâng này ở bên Nhật là cái người trước họ quên sử dụng, tức là tổng cái thời gian của họ sử dụng rất là ít, đâu đó nó khoảng tầm hơn 1.000 giờ thôi. Thì con xe nâng này sản xuất năm 2016 và như các bạn nhìn thấy thì cái động cơ của nó này, nhìn kỹ nhá, động cơ của nó là gần như là 99% là mới, chưa có một dấu hiệu gì rỉ mốc hay là chưa có một cái dấu hiệu gì gọi là bẩn ở trên cái xe nâng này cả. Và dàn đồng, dàn sườn của nó, đặc biệt các bạn để ý nha, cái phần lốp, quả lốp của nó này, cái này là lốp hơi nha các bạn nha. Các bạn nhìn thấy chưa, gai còn nguyên vẹn luôn. Rồi, đi ngoại thất bên ngoài một chút, vòng 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 như thế này, các bạn nhìn này, nước sơn zin này. Có lẽ đây là một cái loại màu sơn mà đâu đó cái người sử dụng ở bên Nhật họ đang đặt hàng sơn theo cái màu này. Và một cái đặc biệt ở đây các bạn nhìn thấy nha, đối với những cái xe nâng ấy mà nó xài lốp màu trắng, chứng tỏ rằng họ dùng ở trong một cái môi trường cực kỳ sạch sẽ. Nếu những cái chiếc xe nâng nào cũ mà màu trắng thì những cái chiếc xe nâng đấy nó sử dụng cho một cái môi trường sạch sẽ này, cái sàn sơn nhựa epoxy này, họ lắp cái bánh xe màu trắng để có thể là không để lại cái dấu bụi bẩn ở trên cái sàn làm việc. Đây, một cái điểm nữa các bạn có thể soi kỹ dễ hay hỏng nhất ở trên cái xe nhưng mà nó còn khá là đẹp luôn. Các bạn nhìn này, anh cameraman đang quay kỹ hơn này. Nhìn cái két nước của nó nhá, gần như là mới. Các bạn nhìn thấy nha, các lỗ tầng ong để mà cái hơi gió nó vẩy vào bên này này để nó làm mát đấy. Gần như là mới leng keng 90% luôn nha các bạn nha. Đấy. Rồi, một cái nữa là các bạn nhìn tổng thể một bên này nữa, nó cũng là lốp trắng này. Đấy. Rồi đây, các bạn nhìn cái bảng là cái dàn rơ le, dàn cầu chì hộp đen của cái xe này. Đấy, còn mới leng keng luôn. Chưa có một cái dấu hiệu gì gọi là hư hỏng. Rồi cái dàn ti xi lanh các bạn nhé, không có dấu hiệu là ẩm rỉ dầu. Kể cả những cái dàn xi lanh nâng hạ rồi là dịch giá dịch cảng. Ở cái phần cầu này, các bạn nhìn thấy này, cameraman có thể quay kỹ lại đây, cái phần cầu nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Hơi bẩn bẩn mốc mốc một tí nhưng mà nó không có dấu hiệu gọi là rỉ hay là bị ăn mòn. Đấy các bạn nha, đây là một chiếc xe cũ gọi như là cực kỳ hoàn hảo rồi. Chiếc này thì sản xuất năm 2016 nha các bạn nha, chạy mới có hơn 1.000 giờ, đâu đó từ 2016 đến giờ khoảng tầm 8 năm mà nó chạy mới có hơn 1.000 giờ. Mỗi một năm thì họ chạy đâu đó khoảng tầm chưa đến 200 giờ, 150 giờ. Đấy, chạy quá ít luôn nha các bạn nha. Giống như kiểu là ở Việt Nam mình mấy bác mua xe ô tô về buổi sáng này, đi từ nhà đến cơ quan khoảng 2 km mang về cất và cứ đều đặn này ngày này qua tháng kia đều như vậy và tính ra hàng năm thì chạy chả bao nhiêu ạ. Và cái xe này nó còn vẫn còn nguyên như là mới. Giới thiệu qua với các bạn một chút nữa, đây là một cái loại mà động cơ phun điện tử nha các bạn nhá. Và ở gần đây thì một số các bác có thể hỏi rằng là xe mà chạy động cơ phun điện tử thì nó có nên dùng hay không, nó có tốt hay không. Đương nhiên những cái xe nâng mà nó chạy quá nhiều, những cái xe nâng mà chất lượng nó còn không còn đẹp, không còn được giá trị 70-80% nữa thì những cái chiếc xe nâng mà máy phun điện tử nó dễ dàng dễ bị lỗi nha các bạn nhé. Những cái dòng đời cao thì nó khá là khó sửa một chút, tuy nhiên là không phải là nó không sửa được. Hiện tại là những cái dòng phun điện tử ở Việt Nam đã có phần mềm check lỗi cũng như là tài liệu về hướng dẫn sửa chữa là làm ok ngon lành hết rồi, các bác không phải lo gì cả. Khi các bác mua phun điện tử, mua những dòng xe mà động cơ phun điện tử thì các bác nên mua những cái chiếc xe mà nó còn sạch đẹp và chất lượng nhìn còn tương đối một chút thì chúng ta sẽ hoạt động, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là nó yên tâm hơn nha các bạn nhé. Như cái máy này thì các bạn biết rồi, tôi giới thiệu từ đầu đến giờ nó chỉ mới chạy có 1.200 giờ thôi nha các bạn nha. Tí nữa tôi sẽ quay đồng hồ cho các bác xem và gần như cái máy của nó còn sáng còn đẹp leng keng như máy mới luôn. Đây tôi sẽ khởi động cho các bác xem nhá. Mà máy phun điện tử thì cực kỳ nhạy. Đấy, các bạn thấy chưa? Tiếng của nó rất êm luôn. Đây và ga của nó này rất tốt các bạn nha. Đây tôi sẽ lật cái phần hộp số đây cho bác xem nhé. Ở trong này nó là cái hộp số. Rồi tôi sẽ tắt máy đi cho nó đỡ một chút. Thì đây, anh cameraman có thể quay gần ở đây một chút. Các bác nhìn thấy nhá, ở cái chỗ này nó có hiện tượng hơi rỉ một chút. Và ở đây nó rỉ chứ nó không ngọt nha các bạn nhá. Không ngọt nha. Vì do là chúng ta để ngoài nắng ngoài mưa ấy, nên là nước mưa nó đọng ở đây, nó có thể bị ố cái phần oxy hóa này. Đây này, đây này, nhưng mà nó không bị mọt nha các bạn nhá. Và đây cái phần hộp số nó rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Đây rất là sạch sẽ luôn. Một số các bác
cái xe nâng ở bên Nhật nhá. Các bạn lưu ý nhá, thường là những cái chiếc bên Nhật, các bạn biết là bên Nhật là gần như là nó là đảo, nên là có thể nó dùng xe nâng ở cảng cá này, cảng nước mặn này, nâng một cái hàng gì đấy tôi không biết, nhưng mà quan trọng là họ dùng ở cảng nước mặn, nên là vô tình á, nước mặn nó sẽ ngập và nó sẽ ăn mòn dỉ những cái phần gầm trước các bạn nhá, và những cái phần nắp ở trên nó sẽ ăn mòn, nó dỉ sau. Thì các bạn cứ kiểm tra những cái sườn như này nhá, xem mà nó có bị dỉ, nó có bị ăn mòn hay không. Nó mốc giữa cái việc mà nước mưa nhá, nước mưa nó vào xong rồi nó bị ố cái màu sơn, nó bị dí han, ví dụ như này đi, như cái vết này đi, thì không vấn đề gì, chúng ta có thể sơn lại là đẹp luôn. Nhưng mà những cái mà nước mặn nó ngập, nó ăn mòn rồi thì nếu mà làm đồng lại thì người ta phải cắt nó đi, xong người ta hàn cái mảng mới, sắt thép mới vào nha các bạn nhá. Thì những cái xe đấy thì chất lượng nó đã xuống cấp kém rồi. Thì nếu như mà mua những cái dòng phun điện tử thì những cái chiếc mà nó rỉ sét nhiều quá như thế chúng ta không nên mua nha các bạn nhá. Thì có hai cái lưu ý ở trong cái video này nhá, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là xe nâng Nhật bãi có tốt hay không. Thì như cái chiếc đẹp như thế này thì các bạn mua hoàn toàn yên tâm, thì cực kỳ tốt. Mua phải những cái chiếc mà nó xấu, những cái chiếc chất lượng nó xuống cấp, giá nó quá bèo quá rẻ thì cái đấy chúng ta không so nhá. Tiền nào của đấy mà các bạn mua rẻ quá đòi tốt thì không có đâu. Nhưng mà tuy nhiên rằng là mua rẻ, ngon bổ rẻ, tức là giá hợp, đừng có bị mua đắt quá, đừng có bị mua hớ, và mua đúng giá trị đã là rẻ rồi. Chiếc xe ngon chạy ít giờ như thế này thì đã là quá rẻ và quá chất lượng rồi. Và một cái câu hỏi thứ hai nữa là động cơ phun điện tử thì nó có tốt hay không. Trả lời rằng là những cái chiếc xe nâng mà chất lượng nó còn tốt, chạy ít giờ và máy nó sạch sẽ, sạch đẹp như này thì phun điện tử nó cực kỳ tốt, tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn nha. Những cái dòng này các bạn mang về chạy rồi vệ sinh xịt bụi sạch sẽ và chúng ta chăm chút nó hàng ngày của bền tại người, đến bao giờ nó mới hỏng được, thật sự luôn, nó hết đời chúng mình nó mới hỏng được những dòng xe như này. Chẳng qua là những cái công ty mà họ hoạt động liên tục 3K, họ sẽ có một cái thời gian khấu hao nhất định, tức là chi phí họ bỏ ra thì nó đã tính trừ hàng ngày một, và đến một khúc là hết khấu hao thì họ đã bỏ cái xe ra rồi, họ không sử dụng nữa thôi. Còn như các bạn nhìn qua lại một chút nữa, như cái dàn capo của con này này, các bạn nhìn thấy không? Úi giời ơi, mới này, mới len keng như là nội thất của xe ô tô mới luôn. Đây là cái lớp cách nhiệt nha các bạn nha. Khi mà nhiệt độ nó phả lên là nó không phả lên ghế lên trên nha các bạn nha. Gần như là tương đối khá là đẹp rồi. Các bác nào mua xe nâng Nhật bãi cũ thì hãy theo dõi kỹ những cái mà tôi đã vừa chia sẻ với các bác như vậy nha. Không thừa đâu. Cam kết rằng các bác nghe lời tôi, các bác sẽ mua được những cái dòng xe tốt nhất với cái giá thành nó vừa phải nhất, còn rẻ. Thực sự rẻ mà có đồ ngon thì không có đâu. Chúng ta mua giá đúng giá và được một chiếc xe chất lượng tốt đã là rẻ rồi nha các bạn nha. Như cái chiếc này thì tôi sẽ lái thử để cho các bạn xem nha, vận hành thử nha. Đây nha các bác nha. Đấy. Bật mí với các bác là cái chiếc xe nâng này nó như là chiếc xe nâng mới ấy, cực kỳ dễ lái luôn. Đây nha, không có một lỗi gì cả. Lái rất nhẹ nhàng, cài số lùi nhẹ nhàng. À, rất nhẹ nhàng quá nha. Về tổng sơ bộ thì con này cực kỳ đẹp. Nếu mà thang điểm của con mới 10 điểm thì con này phải được làm 9,5 điểm. Đấy. Và với một cái chi phí nó khoảng tầm 20% so với một cái chiếc xe nâng mới, các bạn có thể hoàn toàn sở hữu một cái chiếc siêu phẩm đẹp như cái chiếc xe nâng này rồi. Đấy, nếu như các bạn đang xem video, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm chuông. Đấy, để theo dõi những video mà chúng tôi sẽ đăng trên kênh của xe nâng ANP Việt Nam nha các bạn nha. Đấy, các bạn nhấn vào nút chuông thì các bạn sẽ nhận được những video mới nhất, đăng lúc nào là các bạn sẽ nhận được thông báo. Ok, nếu như bác nào đang có một cái câu hỏi gì đấy hoặc là một cái điều gì đấy muốn liên hệ với xe đăng ANP Việt Nam để sở hữu, để lái thử, để kiểm chứng thực cái con xe đăng này thì hãy liên hệ với hotline của xe đăng ANP Việt Nam ở trên cái góc của màn hình nha các bạn nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của xe đăng ANP Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Xe đăng ANP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị.